nhất thì chốn nổi ngày 21 tháng 9, chủ đề là làm việc và công việc và ý niệm của mình. Làm việc là quan trọng, của công việc là quan trọng. Chúng ta có làm việc, công việc, nên chúng ta có thể nói về công việc. Công việc của mình, công việc của mình, mỗi người cô làm việc và cuộc công việc, mỗi người muốn thành công cho công việc. Công việc là quan trọng vì chúng ta có tiền, nên chúng ta có thể cuộc sống để cư dùng mua ăn, mua kế hoạch. Chúng ta có thể kế hoạch chung lại, nên công việc nhìn nhận là quan trọng. AI bất kỳ công việc nào là gì? AI bất kỳ công việc là gì? Công việc là gì? AI bất kỳ công việc là gì? Công việc là quan trọng. Cuộc sống AI, bài sau AI bài sau là công việc là quan trọng của cuộc sống của mình. Tôi có chia sẻ nhà chị trong nói trên AI.
Nó cho nói là 21 tầng trên thì là đất và con vịt vịt nhưng mà của mình làm tiếp là rất quan trọng hồ con biết đang công việc quan trọng thì chúng ta cần là những để cần làm việc để ngủ trở nên chăm sóc con cái và con bắt người con bắt cần bắt con vết chúng ta làm việc để có tư nhận tư đồ có thể mua những từ tăng trên như thức ăn khô trong trong những đồ vật nổi. Ví dụ này là trên công việc cho nhân dân là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bên tân tổ con vẹt hải nhưng con vật cũng các rất quan trọng trong cuộc sống thì cũng mang lại quý trên người không sử dụng hạn chúng ta chăm sóc chúng ngồi dung và tâm trạng gần gũi cũng như một phần của gia đình không biết không giúp chúng ta có thể đảm bảo cuộc sống của mình mà cũng là phương tiện để chăm sóc những người và vật mà chúng ta yêu thương còn dư số công việc có thể thực hành nó vận động bài cho quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và hạnh phúc cho chúng ta cao số lôi cho các cao hội tại sao công việc lại quan trọng trong cuộc sống của chúng ta công việc rất quan trọng vì nó mang lại như nhắc để đáp ứng các cao của ban ăn ô bạn chăm sóc tiền ngôi dạ làm được chúng ta tam tại cô sẽ chi phát triển kỹ năng cá nhân và tập thức những mục tiêu trong cuộc sống công việc không chỉ đồng thuận là về tiền bạc mà không chỉ chúng ta tam tại chương trình hai dòng bồi ban chân và công tâm sẽ công cốc vào xã hội tao thấy như hồi con vật cưng quan trọng như hồi con vật cưng như con vật mang lại như lợi ích tinh thần bạn như hồi chiếc chúng ta xem càng càng mang lại như niềm biểu và sự đồng hành chăm sóc con vật cung giúp chúng ta cam tài của sắc nhiễm và yêu thương tư đồ làm phong phú thêm cuộc sống. Mỗi như mỗi công bạc cung dụng như một thành viên trong gia đình và tạo ra những quán các vui vẻ tăng nhộn. Làm thế nào để cân bằng giữa công việc và chăm sóc con bạc cung? Tăng giữ công việc và việc chăm sóc con đà cung đô hội sự tố sự và lên kế hoạch hợp lý chúng ta có thể sắp xếp thời gian để chăm sóc con đà cung vào những lúc rảnh rỗi chẳng hạn như buổi sáng sức kỳ chỉ làm ốc vội tới khi về nhà ngồi là bếp nhàn tôi dần tôi bối tôi vui còn bác chúng cũng là một cách trước tư giãn sau vô làm bác đúng.